Chuyện đạo, chuyện đời. Chủ nhật 15 tháng 11 2020. Chuyện đạo, chuyện đời. Chủ nhật 15 tháng 11 2020. Thưa anh chị em và các bạn, hôm nay là ngày Chủ nhật 15 tháng 11. Ở Việt Nam được kính trọng thể các thánh từ đạo Việt Nam. Đúng ra là vào ngày 24 tháng 11, trong lịch Công giáo ghi là Thánh Andre Trần An Dũng Lạc và các bạn từ đạo. Ở Việt Nam được dời kính trọng thể vào Chủ nhật hôm nay, Chủ nhật thứ 33 thường niên, ngày 15 tháng 11, vì tuần sau là Chủ nhật thứ 34 thường niên, là lễ trọng kính Chúa Kitô Vua Vũ Trụ kết thúc năm phục vụ. Chính vì thế mà bắt đầu từ hôm nay, ngày 15 tháng 11, chúng tôi sẽ gửi đến các bạn tiểu sử các thánh từ đạo Việt Nam. Không kể hết được, nhưng mà chúng tôi sẽ cố gắng những ngày nào mà lịch phục vụ không có ghi các thánh thì chúng tôi sẽ đọc về các thánh từ đạo Việt Nam cho anh chị em. Và đó cũng là yêu cầu của nhiều người tín hữu Công giáo ở Việt Nam, nhất là những anh chị em ở nước ngoài viết thư, email, tin nhắn, đó là xin cha đọc thêm tiểu sử các thánh từ đạo Việt Nam cho chúng con. Vì chúng con biết về các thánh Đa Minh, thánh Giuse, thánh Anton vân vân, Teresa, nhưng mà các thánh từ đạo Việt Nam thì chỉ biết chung chung, nhưng mà không biết từng vị thánh một. Hôm nay chúng tôi bắt đầu nói chuyện với các bạn về các thánh từ đạo Việt Nam. Giáo hội Công giáo và đặc biệt là Hội Thánh Việt Nam mừng kính toàn thể các thánh từ đạo Việt Nam. Lịch Công giáo ghi là Thánh Andre Trần An Dũng Lạc và các bạn từ đạo, ngày 24 tháng 11. Các thánh từ đạo, bổn mạng Hội Thánh Việt Nam. Thưa anh chị em và các bạn, vào đầu thế kỷ thứ 16, khi vị thừa sai đầu tiên đặt chân lên đất Việt Nam, ánh sáng tin mừng cũng bắt đầu lan rộng. Giáo hội Việt Nam được khai sinh từ đấy. Tuy nhiên, như bầu trời có những ngày mây đen răng mắc, giáo hội mẹ Roma đã trải qua 3 thế kỷ bị bách hại trước khi được mở rộng như ngày hôm nay, thì giáo hội Việt Nam cũng phải trải qua gần 3 thế kỷ chìm ngập trong thử thách. Suốt từ năm 1630 đến năm 1883, bao dòng máu đã đổ ra để bảo vệ đức tin và để làm phát sinh giáo hội này. Trong những cuộc bắt bớ, đời các chúa Trịnh Doanh, Trịnh Sâm và các vua Cảnh Thịnh, Minh Mạng, Thiệu Trị, Tự Đức suốt gần 300 năm đó, chưa kể những người can đảm sống đức tin, chịu khó khăn, bị truy lùng, trốn tránh để có thể giữ vững đức tin, đã có khoảng 130.000 Kitô hữu chứng nhân đã hiên ngang hiến mạng sống để bảo vệ đức tin và để nên hạt giống trổ sinh thêm người có đạo. Máu từ đạo
sinh đạo. Gương hy sinh quả cảm của các ngài thật sáng ngời, và giáo hội đã qua ba đời giáo hoàng. Đức Liêu thứ 13 tôn phong ngày 27 tháng 5 1964 vị. Đức Pio thứ 10 tôn phong ngày 20 tháng 5 năm 1906 8 vị. Đức Pio thứ 10 tôn phong ngày 22 tháng 5 1909 20 vị. Và Đức Pio thứ 12 tôn phong ngày 29 tháng 4 1951 25 vị. Tổng cộng là trong số 130.000 Kitô hữu chứng nhân thì có 117 vị được phong chân phước và được Thánh Giáo hoàng Gioan Phaolô II suy tôn lên bậc hiển thánh ngày 19 tháng 6 năm 1988. Trong số 117 vị đó có 8 giám mục, 50 linh mục, 16 thầy giảng, 1 chủng sinh và 42 giáo dân. Các ngài đã chịu rất nhiều huỳnh khổ. 79 vị bị trảm quyết, tức là chặt đầu. 16 vị bị sừ giảo, tức là siết cổ chết. 8 vị chết rũ tù. 6 vị bị thiêu sống. 4 vị bị lăng trì, tức là chặt tay chân. 1 vị sử bá đao, tức là bị lóc hết 100 miếng thịt. Và 1 vị bị đánh tử thương trong lúc đi đường. Thưa anh chị em, danh sách 8 vị giám thánh giám mục, rồi 50 vị thánh linh mục, 15 thầy giảng, 1 chủng sinh và 43 giáo dân. Chúng tôi không có giờ để đọc hết cho anh chị em. Chúng ta thấy là máu các thánh tử đạo là giống sinh ra người Công giáo. Gương các thánh tử đạo không chỉ là niềm hãnh diện của chúng ta, mà còn là công ơn mà chúng ta, các tín hữu Việt Nam, phải ghi nhớ và đáp đền. Mừng kính trong một ngày lễ, chúng ta khơi dậy cuộc đời các vị tử đạo, nhất là các vị đã được tôn phong lên bàn thánh để kính nhớ. Chúng ta ghi nhớ ngày các ngài hiến thân vì đức tin. Hội đồng giám mục chọn các thánh tử đạo Việt Nam làm bổn mạng giáo hội Việt Nam, để nhờ các ngài cầu bầu cùng Chúa cho đạo thánh ngày càng phát triển trên quê hương đất nước chúng ta, và cho mọi tín hữu biết noi gương các ngài luôn can đảm trung thành với Chúa. Bây giờ mời anh chị em chúng ta cùng gặp gỡ vị thánh đầu tiên là Thánh Đa Minh Khảm, Du Sa Tả và Luca Thìn, giáo dân tử đạo. Thánh Đa Minh Phạm Trọng Khảm sinh khoảng năm 1780 tại làng Quần Cống, Xuân Trường, Nam Định. Từ nhỏ, Đa Minh đã được cha mẹ chuyên cần dạy dỗ, nên cậu rất đạo đức hiếu thảo. Năm lên 18 tuổi, cậu đã kết hôn với cô Anne Phượng, một thiếu nữ nhân đức trong họ Đạo. Vợ chồng luôn sống hòa thuận, hy sinh cho nhau, sốt sáng thờ Phượng Chúa, nhiệt thành giúp việc trong sứ đạo và hết lòng thương yêu giúp đỡ mọi người, nhất là những người nghèo khổ bệnh tật. Vì sẵn của cải, cụ hay giúp đỡ mọi người. Có lần cụ cho anh Mõ đi rao khắp các hẻm, mời mọi người ra ruộng để tổ chức đua diều. Ai thắng ai thua không thành vấn đề, miễn là mọi người được một bữa ăn no say. Lúc đó vua quan đang bắt đạo dĩ dằn. Ông bà tận tâm che giấu các giám mục, linh mục và khích lệ những người đồng đạo can đảm chịu chết vì Chúa. Mỗi lần binh lính đến bao vây bắt bớ người có đạo, ông bà báo tin cho mọi người và khuyến khích họ sống trung thành với Chúa. Vừa là tiên chỉ trong làng, vừa là hội viên dòng ba,
kim chức trùm họ trong giáo xứ. Mọi người đều công nhận cụ là người đạo đức, giàu lòng bác ái và nhiệt tình trong những trách vụ. Các thừa sai, cả các giám mục cũng biết tiếng và thường đến trọ nhà cụ trong những ngày khó khăn. Với giáo xứ, cụ cộng tác đắc lực với cha xứ trong việc điều hành tổ chức họ đạo. Với xóm làng, cụ là người đức độ, quan tâm đến nhu cầu mọi người cả xác lẫn hồn, sốt sáng chia sẻ của cải cho kẻ khó nghèo và khích lệ mọi người can đảm trước những bách hại. Gia phả con cháu cụ ghi lại rằng gia nhân phải kiếm kẻ nghèo khó vào ngồi chung thì cụ mới ăn cơm. Đó là Thánh Đa Minh Phạm Trọng Khảm. Giuse Phạm Trọng Tả sinh khoảng năm 1800 tại làng Quần Cống, xã Trà Lũ, phủ Xuân Trường, tỉnh Nam Định. Cai Tả là anh em thúc bá với Thánh Án Khảm, là con Đa Minh Phạm Thăng. Khi bị bắt, ông đã 60 tuổi, là một Kitô hữu đạo đức, một hội viên dòng Ba Đa Minh và là cựu chánh tổng đã chu toàn chức vụ của mình. Phụ lực với cháu là Cai Thìn, ông tìm cách giúp mọi người sống đạo trong hoàn cảnh khó khăn. Gia phả con cháu ghi rằng đầy tớ ông rất đông, chưa Tết ông đã đi thăm viếng từng nhà và cho tiền mừng rất hậu. Số tiền ấy thường gấp đôi số quà cáp họ biếu xén ông trong năm. Tiền thóc gia nhân vay mượn, ông thường cho một nửa, nếu túng quá thì cho luôn. Công nợ của dân trong làng cũng châm trước như thế. Khi bà Cai lên tiếng cằn nhằn, ông thản nhiên trả lời: mình quên nợ người, Chúa quên tội mình. Mình quên nợ người thì Chúa sẽ quên tội của mình. Vị thánh thứ ba, Luca Phạm Trọng Thìn. Luca Phạm Trọng Thìn là con trai cụ Án Khảm, sinh khoảng năm 1820 tại làng Quần Cống. Như ta đã biết về cụ Án Khảm, dưới mái nhà gia giáo và khá giả này, cậu Thìn lớn lên trong bầu khí đạo đức, được ăn học thành người. Nhờ trí thông minh nhanh nhạy và chăm chỉ, chẳng bao lâu anh đã công thành danh toại. Khi bị bắt, ông Cai Thìn khoảng 40 tuổi và đang là chánh tổng. Vừa quyền thế, vừa uy tín. Khi mới lên chức vụ này, vì giao tiếp với quan lại nhiều, có thời kỳ ông có vợ nhỏ là cô Trung người Trà Lũ, nên thờ ơ với việc đạo nghĩa. Vợ chính của ông là bà Maria Tâm. Nhưng sau đó, nhờ lời khuyên của thân phụ, nhất là cha giải tội, ông đã thành tâm sám hối. Từ đó, ông trở thành một mẫu gương thánh thiện, một gia trưởng và một hội viên dòng Ba Đa Minh đạo đức, một thủ lãnh đáng tin cậy. Năm 1858, tình hình bắt đạo đang gia tăng và liên quân Pháp Tây Ban Nha đang đe dọa dân Việt ở Đà Nẵng. Vua Tự Đức thêm phẫn nộ, ra lệnh cho quan quân triệt để thi hành các sắc chỉ nhắm vào đạo Gia Tô, tức là đạo Công giáo. Nhưng thực tế, việc thi hành này lệ thuộc nhiều vào các quan địa phương, các quan có sốt sáng hay không. Lợi dụng điều đó, Đức cha Sa Petro Xuyên đã ủy thác cho ông Cai Tả và ông Cai Thìn trọng trách làm sứ giả hòa bình, vì cũng thuộc thành phần lãnh đạo dễ dàng tiếp xúc với cấp trên. Hiểu ý Đức cha và nắm tình hình các tín hữu Quần Cống, hai ông đã đến gặp trực tiếp Tổng đốc Nam Định, xin ông nương tay cho các tín hữu được bình an và hứa kêu gọi dân chúng trung thành với Đức Vua.
cuộc thương thuyết sắp thành công. Nhưng không ngờ lúc ấy, tại Cao Xá, một người vì bất mãn với chính sách của nhà vua đã xúi giục một nhóm người nổ loạn chống lại các quan địa phương. Thế là vị tổng đốc liền đổi ý, ra lệnh tiếp tục truy lùng các thừa sai, các đạo trưởng, các giáo hữu có uy tín trong dân. Quan kết án hai ông Cai Tả và ông Cai Thìn là lừa dối, và quan tìm dịp để bắt hai ông này. Năm 1858 khởi đầu cho giai đoạn năm cuộc bách hại đạo gay gắt nhất trong lịch sử giáo hội Việt Nam. Nhà vua treo giải thưởng xứng đáng cho những ai tố cáo nơi trú ẩn của các vị thừa sai Âu Châu, và ngược lại sẽ trừng trị đích đáng những kẻ nào chứa chấp. Thế là các ngài phải nay đây mai đó. Quần Cống là một nơi ẩn náu khá an toàn, vì các chức sắc trong làng là người Công giáo và chính họ sẵn sàng đón tiếp các ngài. Đức cha San Pietro Xuyên, đại diện Tổng tòa Giáo phận Trung, dự đoán có thể bị bắt bất ngờ. Cho nên ngài đã chủ phong giám mục phó cho Đức cha Valentino Vinh ngày 14 tháng 6 tại Ninh Cường. Hai cha Riano Hòa và Carreras Hiển là thụ phong. Sau đó cả bốn vị đều ẩn tại nhà ông cụ Án Khảm, nhà ông Cai Tả và Nhu Côn ở làng Quần Cống. Quan án sát Nam Định được mật báo ở làng Quần Cống chứa chấp Tây Dương đạo trưởng, liền huy động quân lính đến vây bắt. Cụ Án Khảm kịp biết tin, vội vàng tìm cách đưa các vị thừa sai trốn khỏi làng. Đức cha Vinh và hai linh mục qua làng Trà Lũ, Đức cha Xuyên đi qua Kiên Lao, đến ngày 8 tháng 7 mới bị bắt. Sau khi các thừa sai đã đi xa, cụ cho mõ làng đi trước, đích thân cầm roi đi sau, bắt mõ làng phải rao lớn tiếng rằng: trình quan viên là nước có lệnh cụ Án truyền rằng người nào quá khóa phải phạt ba roi và bị đuổi khỏi làng. Rồi cụ tụ tập dân lại khích lệ họ. Quan quân ùa vào làng, bắt toàn thể dân làng tập trung lại, rồi gọi cụ Án Khảm ra trình diện và nói: mau nộp ngay lập tức các đạo trưởng Tây Dương và bản quốc, cũng như bọn thầy giảng lẩn trốn trong làng. Nếu bất tuân, lão sẽ bị bắt, bị tịch thu tài sản, nhà cửa sẽ bị thiêu hủy, còn chính lão sẽ bị kết tội chống lệnh nhà vua. Cụ Án Khảm hết sức bình tĩnh, vì biết chắc các thừa sai đã trốn đi xa rồi, cho nên cụ mới mạnh bạo mà trả lời rằng: đạo chúng tôi có các đạo trưởng, nhưng các ngài ở đâu làm sao mà chúng tôi biết được. Xin quan cứ tự do lục soát, nếu tìm thấy vị nào thì quan muốn làm gì cũng được. Thế là quân lính chia nhau lục soát khắp cả nhà, dĩ nhiên là không tìm thấy. Nhưng lính lại phát hiện được một số ảnh tượng, áo lễ, cho nên chủ nhà bị kết tội là chứa chấp đạo trưởng. Cụ Án đã đứng ra nhận là mình đã mua những thứ đó. Tuy vậy, quan vẫn ra lệnh bắt trói cả nhà. Trở lại nơi tập trung dân làng, quan giám sát cho đặt một thánh giá ngay giữa sân, rồi bắt mọi người lần lượt bước qua. Nhưng quan thất bại. Dù có đe dọa, toàn thể dân làng không một ai bước qua cây thánh giá. Một bô lão, có lẽ vì quá sợ, run rẩy tiến lên vài bước, định thi hành lệnh quan. Nhưng cụ Án nhanh chân cản lại và khiển trách. Viên quan tức giận quát lên rằng:
ta sẽ mất chức nếu không kết tội được án khảm và bọn người vô phúc này. Thế rồi quan ra lệnh trói án khảm, Cai Tả, Cai Thìn và một số người khác giải về Nam Định. Riêng cụ án được trở đi trên chiếc thuyền của quan. Tất cả những tù nhân quần cống hẹn với nhau quyết trung thành với đức tin, dù phải hy sinh mạng sống. Riêng cụ án khảm đã nhiều lần đại diện cả nhóm trả lời với quan trình bày giáo lý trong đạo. Một hôm sau khi bị bắt được Đức Cha Xuyên, sau khi mà bắt được Đức Cha Xuyên, quan cho dẫn ba ông đến trước mặt Đức Cha. Các ông kính cẩn chào hỏi và không giấu được niềm vui gặp lại vị chủ chiên của mình là Đức Cha Xuyên. Thấy thế, quan phỏng đoán và kết tội các ông đã chứa chấp vị thừa sai này. Tuy cụ án khảm đã trả lời cách chung chung là người tín hữu chúng tôi tôn kính và yêu mến bất cứ vị linh mục nào dù chưa hề quen biết. Sau 4 tháng rưỡi bị giam, một hôm quan báo cho biết là cả 3 vị đều bị kết án xử giảo. Ông Cai Thìn hỏi lại án đã kết tội gì, quan cho hay là tội chống lại nhà vua. Ông Thìn cực lực phản đối. Cuối cùng, theo đề nghị của ông, bản án được viết thêm 4 chữ bất khẳng quá khóa, nghĩa là tội không chịu bước qua thập giá. Bất khẳng quá khóa là không chịu bước qua thập giá. Các ông vui mừng hân hoan vì được chết cho Chúa Kitô. Và trong những ngày còn lại, các ông chuẩn bị sốt sáng đón chờ ngày lãnh nhận hồng phúc từ đạo. 3 vị chứng nhân đức tin đã cảm nghiệm sâu xa lời Đức Kitô chúc phúc cho những người bách hại, những người bị bách hại vì danh Ngài. Đối với 3 vị bị bắt chịu khổ nhục, bị giết vì danh Đức Kitô là niềm vinh phúc lớn lao. Các vị đã hân hoan đón chờ nó, đồng thời khích lệ an ủi các tín hữu khác. Khi nghe báo giờ xử tử đã tới, cụ án khảm vui vẻ nói với mọi người: "Cha con chúng tôi hôm nay được nước thiên đàng." Cả 3 vị sẵn sàng dã từ trần gian để về hợp đoàn với hàng ngũ các thánh tử đạo. Họ hân hoan mở rộng đôi tay đón nhận phần thưởng vinh phúc Chúa đã hứa ban cho những tôi tớ trung tín với Chúa. Ngày 13 tháng Giêng năm 1859, ngoài 3 vị là ông Án Khảm, ông Cai Tả và ông Cai Thìn, còn có 7 giáo hữu làng quần cống khác được đưa ra pháp trường 7 mẫu ở Nam Định. Trên đường đi, các vị lớn tiếng đọc kinh. Đến nơi, xử các vị tiếp tục đọc kinh tin cậy mến và nhiều lần kinh ăn năn tội chung với nhau, rồi lớn tiếng kêu danh Chúa Giêsu. Quân lính mạnh tay xô các vị té ngửa trên đất, rồi trói chân tay từng người vào cọc đã chôn sẵn. Mỗi người bị 2 người lính cầm 2 đầu dây thừng tròng qua cổ và kéo thật mạnh cho đến khi tắt thở. Các tín hữu làng quần cống rước các vị đưa về quê mình và tổ chức an táng trọng thể. Nếu Đức Giêsu Hoàng tử Bình An đã dùng thánh giá khổ nhục để hòa giải nhân loại bạc bẽo với Chúa Cha, thì cuối cùng các ông Án Khảm, Cai Tả và Cai Thìn sẽ mãi mãi là sứ giả hòa bình bằng cái chết, để chứng tỏ lòng mình luôn trung tín với Thiên Chúa và trung thành với giáo hội. Đức Thánh Cha Pio thứ 12 đã suy tôn 3 anh hùng tử đạo
Đa Minh Phạm Trọng Khảm, Du Xe Phạm Trọng Tả, Luca Phạm Trọng Thìn lên bậc chân phước ngày 29 tháng 4 năm 1951. Ngày 19 tháng 6 năm 1988, Thánh Giáo Hoàng Gioan Phaolô II suy tôn ba vị lên hàng hiển thánh. Thưa anh chị em và các bạn, hôm nay chúng ta mừng kính trọng thể các thánh tử đạo Việt Nam. Chúng tôi mới chia sẻ cho anh chị em được ba vị là Thánh Khảm, Thánh Tả và Thánh Thìn. Chúng tôi sẽ tiếp tục kể hầu các bạn nghe câu chuyện các thánh tử đạo ở Việt Nam những ngày kế tiếp. Và ước mong mỗi người chúng ta sau khi nghe những câu chuyện các thánh tử đạo hết sức là bi hùng, hết sức là hấp dẫn và cũng bi thương trong đó, mỗi người nhìn lại bản thân mình, mang dòng máu các thánh tử đạo Việt Nam, tôi sống tinh thần tử đạo như thế nào đây? Xin tóm tắt bằng 5 chữ: sống đạo là tử đạo. Tử đạo nguyên nghĩa có nghĩa là người làm chứng. Tôi làm chứng về một Thiên Chúa đầy quyền năng và giàu lòng thương xót, bằng cuộc sống đạo biết xót thương anh em tôi, biết tín thác vào quyền năng lòng thương xót Chúa, biết thực hành lòng thương xót Chúa cho người khác, dẫu cho tôi có bị nghi ngờ, hiểu lầm, xì vả, xì nhục, dẫu cho tôi có bị loại trừ, khai trừ, dẫu cho tôi có bị thù ghét, ghen ghét, căm giận, vì dám làm chứng cho lòng Chúa thương xót bằng việc cầu nguyện và thực hành lòng thương xót Chúa, bằng cách dám tuyên xưng niềm tin của mình vào một Thiên Chúa đầy quyền năng và giàu lòng thương xót, thì tôi đang tử đạo. Sống đạo là tử đạo. Có người bảo: ồ, tử đạo dễ quá, cứ sống thoải mái đi, đến lúc nó bắt đạo thì đưa cái cổ ra chặt cái bụp là xong, là tử đạo. Thưa, không phải như vậy đâu. Chúng ta thấy nguyên ba vị thánh tử đạo mà mình vừa mới nghe, cuộc sống của ai cũng là cuộc sống gương mẫu, cuộc sống của ai cũng là cuộc sống sống đạo, chứ không phải chỉ có giữ đạo. Giữ đạo là mình chỉ giữ những cái bổn phận, chỉ giữ những cái điều răn, điều luật, không vi phạm là an tâm, mà không cần biết quan tâm đến ai cả. Đó là giữ đạo. Cho nên vì giữ đạo như vậy, mình giữ chặt quá cho nên đạo không phát triển được, chẳng ai muốn theo đạo. Còn đây mình sống đạo, tức là dám thực hành lời của Chúa, dám thực hành lòng thương xót của Chúa cho những người khác, dẫu những khó khăn, những thử thách. Mà nếu trong cuộc sống hàng ngày mình không sống đạo như vậy, thì khi gặp khó khăn thử thách, làm sao mà mình có thể nói rằng mình can đảm nghiến răng nghiến lợi để họ chặt cái đầu cái bụp một phát rồi mình tử đạo? Mơ. Trước cái chết, trước cái đe dọa, trước cái hành hình, trước những đau khổ về thể xác, ai dám nói mạnh rằng mình chịu được nếu không có ơn của Chúa? Mà ơn của Chúa chỉ xuống trên những con người đã được chuẩn bị sẵn, đã sống lòng tín thác sẵn, đã luôn luôn tín thác vào quyền năng lòng thương xót Chúa, đã chịu thương, chịu khó, chịu khổ hàng ngày rồi, chịu mọi sự vì danh Chúa rồi, để đến cái giây phút cuối cùng là trận chung kết, lúc đó mới đủ can đảm, đủ sức mà tuyên xưng niềm tin đó ra để sẵn sàng đón nhận cái chết. Trước cái chết ai mà không run, ai mà không sợ? Nói thì dễ, nhưng đụng chuyện mới biết. Vì thế đừng cho rằng sức của mình có thể sống đạo và có thể tử đạo được. Không đâu, không đâu. Biết bao nhiêu người đã chối đạo, biết bao nhiêu người đã bỏ đạo, biết bao nhiêu người đã phản đạo, và biết bao nhiêu người đã ngã gục vì quá kiêu ngạo, tưởng rằng tự sức mình có thể sống đạo và chịu tử đạo. Đó là cám dỗ của ma quỷ. Chỉ có thể nói như Phaolô: tôi làm được mọi sự trong Đức Kitô đấng ban sức mạnh cho tôi. Chỉ có sức mạnh của quyền năng lòng thương xót Chúa, và sức mạnh ấy
mình phải được nuôi dưỡng mỗi ngày bằng một đời sống cầu nguyện lần chuỗi lòng thương xót Chúa, học hỏi về lòng thương xót Chúa, đi loan truyền lòng thương xót Chúa, đi làm chứng cho lòng thương xót Chúa, đi thực hành lòng thương xót Chúa. Một cuộc sống như vậy đó là sống đạo, và sống đạo như thế tức là tử vì đạo. Amen. Trong